Vậy buồn ghét mặt tuyến
trong cái chuyện mà ông câu xiên không? Không tận gì hết trơn, không trong cái chuyện đó. Thì cũng có già tao kể nghe, tao kể tao kể chuyện ngay trước đi lên chuyện nói chuyện. Bây giờ già không, già không trong cái chuyện câu xiên mà kể tao đúng đâu trước ra. Kể thì tao nói chuyện đâu. Lấy con gái tao, con gái tao có dễ là dễ chứ. Thank you.
Tâm lý quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.